Theo báo cáo thị trường về phân khúc nhà phố biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận của DKRA Việt Nam, trong năm 2022, nguồn cung giảm mạnh bằng khoảng 71% so với năm 2021. Các dự án tập trung chủ yếu ở Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 55% nguồn cung mới toàn thị trường. Sức cầu thị trường giảm mạnh, lượng tiêu thụ mới ghi nhận giảm 42% so với năm 2021. Trong đó, thị trường Đồng Nai ghi nhận lượng tiêu thụ giảm mạnh nhất với mức giảm khoảng 73% so với năm trước. Mặt bằng giá sơ cấp có nhiều biến động trong năm. Giá bán đảo chiều ghi nhận giảm giá ở một số dự án ở nửa cuối năm 2022 khi thị trường gặp khó khăn. Nhằm kích thích nhu cầu thị trường, nhiều chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng có mức chiết khấu hấp dẫn, linh hoạt về phương thức thanh toán cho các nhà đầu tư. Nổi bật có chủ đầu tư chiết khấu lên tới 50% cho khách hàng chọn thanh toán 95% giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, thanh khoản ở mức trung bình ở thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư bị áp lực về tài chính chấp thuận hạ giá bán, cắt giảm lợi nhuận, sẵn sàng chiết khấu thêm cho khách hàng giao dịch nhanh chóng, mức giảm phổ biến từ 10 đến 18% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, rất khan hiếm giao dịch thành công. Việc thanh tra dự án, tắc nghẽn dòng tiền, lãi suất tăng cao đã tạo rất nhiều khó khăn và thử thách cho chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư trong năm 2022. Dự báo về thị trường nhà phố biệt thự trong năm 2023, DKRA cho rằng nguồn cung mới có thể giảm mạnh so với năm 2022, dự kiến khoảng 5.500 căn. Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với khoảng 1.700 căn, theo sau là Long An dao động khoảng 1.400 căn, Bình Dương khoảng 1.200 căn và Thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng 700 căn. Sức cầu thị trường giảm nhẹ so với năm 2022, xu hướng giảm duy trì đến hết quý 3 trước khi có những tín hiệu tích cực. Các dự án được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, tiềm lực, tài chính mạnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung tập trung ở khu đông, đây là khu vực dẫn dắt nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì mức ổn định trong năm 2023. Các chính sách chiết khấu hướng đến khách hàng thanh toán nhanh. Thị trường thư cấp tiếp tục đa giảm về thanh khoản và giá bán từ giữa năm 2022. Giao dịch tập trung tại các dự án đã bàn giao và có sổ hồng nằm ở gần khu dân cư.